Xin giới thiệu đến tất cả các bạn động cơ Sanyo hàng Nhật bãi. Hiện nay động cơ loại Sanyo Nhật bãi thường có 3 loại. Loại động cơ nắp nhôm nhựa như thế này. Đây là động cơ nắp nhựa này, nhựa cứng, hai mặt bên là nhựa cứng. Đấy. Và một loại nữa, tất cả đều bằng nhôm. Cơ cấu của nó là hoàn toàn thì giống nhau. Còn một loại bé nữa, nhưng mà loại đấy thì hiện nay thì trên thị trường hầu như là không còn, rất ít, nói chung là rất hiếm. Thì ba loại này về cơ bản thì chất lượng nó cũng tương đối cũng được. Riêng với loại nhôm nhựa chúng ta cùng xem cái thông số của nó như thế nào nhé. Đây của nó là cái mặt khoảng cách mặt bích của bát tâm thì là 6 cm này. Bề dày của nó là 13,5 phân. 13,5 phân nhé. Đường kính bắt lộ tâm là 125 mm. Đối với loại nhôm thì là bề dày của nó cũng là 13,5 phân, khoảng 13 phân thôi, nhỏ hơn một tí. Khoảng cách hai mặt bích là 6 cm. Đường kính giữa hai lỗ nan này 12,5 cm. Đấy, thì các bạn khi chế xe các bạn chỉ quan tâm cái bề dày thôi, thì sẽ vào tính toán cái vấn đề bánh càng ra là khoảng bao nhiêu phân. Rồi bây giờ tôi bắt đầu đi bảo dưỡng lại các cái con này để gửi cho khách.